Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Tiền Giang bảo vệ sản xuất trong tình trạng thiếu nước bơm tưới và xâm nhập mặn. Xử lý mùi hôi từ vụ đổ vỡ nhà đam để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Rủ nhau ra tắm trên sông Buông, hai anh em cùng tử vong do đuối nước. Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga, Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tái đắc cử. Thưa quý vị, trước tình hình hạn mặn diễn biến phức tạp, từng địa phương trong tỉnh Tiền Giang chủ động ứng phó phù hợp, hiệu quả bằng cách triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm bảo vệ sản xuất trong tình trạng thiếu nước bơm tưới và xâm nhập mặn. Tỉnh Tiền Giang đã cho triển khai nhiều điểm bơm trữ nước, giúp nông dân đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho vụ lúa đông xuân, rau màu và cây ăn trái, nhất là các vùng chuyên canh cây ăn quả đặc sản như thanh long, sầu riêng. Vụ đông xuân 2023-2024, tỉnh đang khẩn trương thu hoạch dứt điểm trà lúa còn lại, đảm bảo ăn chắc, sản lượng dự kiến trên 315.000 tấn. Chính quyền địa phương khuyến cáo nông dân áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước, ứng dụng công nghệ cao thâm canh cây trồng, dùng rơm rạ ủ gốc cây giữ ẩm. Kinh ruộng ngang thì đã cạn khô hết rồi, chỉ còn mấy con kinh là lớn xong rồi thì nó còn thôi. Giờ bà con mới là dẫn động với nhau mà đập cái ngăn chịu nước qua chống chọi mùa hạn này. Ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng nguồn nước, mực nước, độ mặn trên kênh rạch và trong nội đồng trong mùa khô hạn nhằm kịp thời ứng phó, quyết tâm bảo vệ an toàn các vùng sản xuất trọng điểm. Một phiên chợ độc đáo có 102 vừa được tỉnh Tây Ninh tổ chức, mang tên gọi là chợ chay. Tại đây khách hàng có nhiều lựa chọn ẩm thực món chay rất phong phú. Và điểm đặc biệt chính là người mua dùng chai nhựa và rác nhựa trả cho người bán hàng thay cho tiền. Phiên chợ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 đã thu hút hàng trăm người đến tham quan trải nghiệm. Phiên chợ chay vốn lấy ý tưởng từ phiên chợ lá cây không đồng được người dân trong và ngoài tỉnh ưa thích nhằm mục đích kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Phiên chợ rất là ý nghĩa. Nó mang một thông điệp để cho từ trẻ nhỏ tới người lớn có ý thức để giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồ đựng thức ăn trong phiên chợ cũng là vật liệu thân thiện môi trường, nói không với rác thải nhựa, túi ni lông. Sau khi mà thu gom được các cái vỏ chai nhựa hoặc là các cái lon ve chai thì khi mà chúng tôi bán ve chai thì những cái số tiền thu được thì chúng tôi sẽ sử dụng những tiền đó để trao học bổng cho các em học sinh nghèo và trao tặng quà đối với các cái hộ mà có hoàn cảnh khó khăn. Kết thúc phiên chợ, hàng trăm kg rác thải nhựa đã được ban tổ chức thu gom, vận chuyển đến đơn vị tái chế rác thải nhựa để xử lý theo quy định. Sau khi báo chí thông tin phản ánh về nguy cơ ô nhiễm từ việc đổ vỏ nha đam ra môi trường tại xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Sơn đã thành lập tổ công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu công ty cổ phần Nắng và Gió khẩn trương có biện pháp xử lý dứt điểm mùi hôi để không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Những ngày qua, công ty đã đưa hai xe máy cày ra khu vực bãi đổ vỏ nha đam, cày xới phơi khô để xử lý dứt điểm mùi hôi. Đồng thời, công ty không cho trải vỏ nha đam ra đất mà đưa về khu tập trung xử lý thành phân bón và cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường. Trước đó, theo phản ánh, thì công ty cổ phần Nắng và Gió tiếp nhận vỏ nha đam từ công ty cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt, Việt Farm, đưa về khu vực trên để cải tạo đất trồng cây nhưng không xử lý kỹ, để lâu ngày vỏ nha đam phân hủy chảy nước đen, gây ra mùi hôi thối, dễ dẫn đến nguy cơ cao phát sinh ô nhiễm môi trường. Mỗi ngày, công ty này tiếp nhận từ 10 đến 20 tấn vỏ nha đam. Khu đất nơi các xe tải vào đổ vỏ nha đam rộng khoảng 13 hectare. Đại diện công ty giải thích, họ cải tạo đất bằng cách rải vỏ nha đam, sau đó cày đảo đều vỏ lên với đất, tạo độ mùn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã ghi nhận 2 ổ dịch dại trên động vật, trong đó ghi nhận 1 trường hợp bệnh dại trên người và tử vong. Trước nguy cơ bệnh dại lây lan trên đàn chó và lây lan sang người trong thời gian tới, ngành y tế đã tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại, đặc biệt là nâng cao kiến thức phòng bệnh dại trên người. Hiện nay, ở vùng nông thôn, tỷ lệ người dân nuôi chó mèo rất nhiều, nhưng chưa tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Trong khi đó, một bộ phận người dân còn lơ là và chưa hiểu đúng về sự nguy hiểm của bệnh dại. Khi bị chó mèo cắn, vẫn còn điều trị bằng phương pháp dân gian. Đối với những người bị chó cắn và cào thì chúng tôi sẽ xử lý vết thương theo cái hướng dẫn
rồi sau đó hướng dẫn họ đến các cái điểm tiêm, mà lưu ý là các điểm tiêm này đã được Sở Y tế cấp phép. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Cà Mau tăng cường công tác giám sát ổ dịch, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức về phòng chống bệnh dạy cho cán bộ y tế và cán bộ thú y trên địa bàn. Chúng tôi đang tổ chức các lớp tập huấn tại Trung tâm Y tế thành phố, trạm y tế xã phường, tập huấn cách phòng chống bệnh dạy, rồi sau đó chúng tôi về tuyên truyền cho người dân. Bệnh dạy trên đàn chó đang lưu hành tại các địa phương, nguy cơ dịch lan rộng và lây sang người là rất cao. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh dạy. Tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Nhằm thực hiện số hóa 10.000 cây sầu riêng lên bản đồ cây xanh, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan bắt đầu gắn mã QR cho cây sầu riêng tại xã Chư Cơ Bô, huyện Krông Búc. Từ đây, người tiêu dùng có thể nhập mã số và tra cứu thông tin chi tiết về từng cây, như vùng trồng, giống cây, thời điểm trồng, quá trình chăm sóc cây theo từng giai đoạn sinh trưởng phát triển. Chương trình số hóa cây sầu riêng trên bản đồ cây xanh còn góp phần cùng với chính quyền, người dân, doanh nghiệp xây dựng và phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững. Sau nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, Cục Đường bộ Việt Nam mới đây đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh và thành phố chỉ đạo các cơ sở đào tạo lái xe xây dựng giáo trình kỹ thuật lái xe căn cứ vào khung đào tạo trên các loại đường, trong đó có đường cao tốc, và tham khảo giáo trình môn học kỹ thuật lái xe. Nội dung lái xe trên đường cao tốc cần thể hiện được kỹ thuật lái xe trên đường cao tốc phân kỳ đầu tư, đảm bảo tính trực quan, giúp học viên dễ dàng tiếp thu và thực hành đầy đủ các thao tác khi lái xe trên cao tốc. Năm 2024 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối cùng của học sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2026, vì vậy cần lưu ý kỹ những nội dung liên quan. Theo đó, có 4 lưu ý khi đăng ký thi. Thứ nhất, thí sinh cần nghiên cứu kỹ quy chế mới và lưu ý phần trách nhiệm của thí sinh khi dự thi. Thứ hai, thí sinh cần chủ động ôn tập, bám sát nội dung được dạy ở trường và sách giáo khoa. Thứ ba, thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải đăng ký thi 4 bài trong tổng số 5 bài thi của kỳ thi này. Thứ tư, mỗi thí sinh sẽ được cấp một tài khoản phục vụ việc đăng ký dự thi và xét tuyển. Lễ hội Dinh Cô là một trong những lễ hội nước lớn của người dân vùng biển Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, ngư dân được mùa biển thuận lợi. Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 3, nhằm ngày 8 đến 16 tháng 2 âm lịch. Trong ngày đầu tiên tổ chức, lễ hội Dinh Cô đã thu hút khoảng 15.000 lượt khách. Phần hội diễn ra với các trò chơi dân gian như thi khiêng cá, đi cà kheo trên cát, ném còn kéo co, thu hút hơn 500 người dân, công chức, viên chức, học sinh các trường học huyện Long Điền tham gia. Thời xưa mình là ở đây mà cũng mỗi năm hàng năm thì mình cũng ra mình dự lễ của Dinh Cô, nhưng mà cũng 30 năm rồi. Đây là lần đầu tiên mình thấy rất là háo hức. Trò chơi dân gian thì mình rất là thích, đó, với lại trật tự an ninh mình cũng thấy cũng ổn định, rất là thấy rất là thoải mái. Lễ hội Dinh Cô năm 2024 tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, chiêm bái, như chương trình sân khấu hóa tái hiện lịch sử hình thành di tích lịch sử văn hóa Dinh Cô và mộ cô, kết hợp chương trình đờn ca tài tử. Lễ hội Dinh Cô Long Hải còn gọi là Vía Cô là lễ giỗ một thiếu nữ tử nạn trên biển được người dân địa phương chôn cất, từ đó phù trợ trở lại cho người dân. Trong phần tiếp theo, bỏ lỡ cơ hội vàng để chữa trị bệnh khi tin vào những lời quảng cáo thuốc điều trị trên mạng. Đến Ireland tham gia cuộc diễu hành ngày Thánh Patrick lớn nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, kết quả sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống Nga cho thấy Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin đã chiến thắng áp đảo. Ông Putin sau đó đã có bài phát biểu mừng chiến thắng, trong đó ông cảm ơn người dân Nga và tiết lộ những bước đi tiếp theo liên quan đến xung đột Nga và Ukraine. Sau 3 ngày bầu cử từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3, ông Putin nhận được số phiếu ủng hộ cao nhất với gần 88% bỏ xa các đối thủ còn lại. Đây là kết quả đã được dự đoán trước bởi các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy sự tín nhiệm cao mà cử tri Nga dành cho ông Putin, dù trong bối cảnh Moscow đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Xin cảm ơn người dân Nga, lá phiếu của các bạn đã cho thấy tinh thần đoàn kết của nước Nga. Đó là nền tảng cho sự tồn tại của đất nước, cho sự phát triển ổn định trong lĩnh vực quốc phòng, khoa học, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.
Với việc tái đắc cử, ông Putin năm nay 71 tuổi sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga trong 6 năm tới. Nếu hoàn thành nhiệm kỳ mới này, ông sẽ trở thành người có thời gian lãnh đạo nước Nga lâu nhất trong hơn 200 năm qua. Việc tuyên truyền thông tin y tế sai lệch nhằm mục đích buôn bán sản phẩm đang là vấn nạn tại nhiều quốc gia, trong đó có Philippines. Nhiều bệnh mãn tính đã bị bỏ lỡ cơ hội vàng để chữa trị, gây nhiều hệ lụy, nỗi đau cho gia đình bệnh nhân và xã hội. Bà mẹ đơn thân Mary Ann Eduarte đã trì hoãn việc hóa trị bệnh ung thư vú trong vài năm. Thay vào đó, cô dùng thực phẩm bổ sung được quảng cáo sai lệch trên mạng xã hội để chữa trị. Kết quả, khối u đã di căn đến phổi và xương. Họ nói rằng họ thật sự có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Vào thời điểm đó, tôi đã tin vào các biện pháp thay thế, các loại thuốc được quảng cáo tràn lan. Eduarte chỉ là một trong nhiều nạn nhân của thông tin y tế sai lệch tràn ngập trên các nền tảng truyền thông. Trong bối cảnh, Philippines là một trong những quốc gia có lượng người dùng mạng xã hội đông đảo nhất thế giới với hơn 85 triệu người dùng. Cần phải phổ biến thông tin nhiều hơn, đặc biệt là xung quanh việc điều trị. Vì vậy, hầu hết bệnh nhân sẽ lựa chọn phương pháp điều trị thay thế vì nghĩ rằng sẽ ít tốn kém hơn, an toàn hơn so với phương pháp hóa trị truyền thống. Xu hướng nói trên được thúc đẩy một phần từ đại dịch COVID-19, khi hệ thống chăm sóc y tế quá tải và nhiều người lo lắng về vấn đề dịch tễ khi đến bệnh viện. Hàng chục ngàn người Ireland và du khách quốc tế trong trang phục lộng lẫy đã nô nức đổ về trung tâm thủ đô Dublin để chiêm ngưỡng lễ diễu hành trong ngày thánh Patrick hàng năm. Theo ban tổ chức, đây là cuộc diễu hành ngày thánh Patrick lớn nhất từ trước đến nay, với nửa triệu khán giả địa phương và quốc tế theo dõi. Cuộc diễu hành có hơn 4.200 người tham gia, bao gồm các nghệ sĩ đường phố, các ban nhạc diễu hành và các nhóm vũ công đến từ Ireland và trên toàn thế giới. Không quan trọng bạn đến từ đâu, mọi người cùng nhau ăn mừng và bạn có thể cảm nhận được văn hóa tại đây. Ngày Thánh Patrick là ngày kỷ niệm cái chết của vị thánh bảo trợ Ireland. Ngày này đã phát triển thành một ngày kỷ niệm văn hóa Ireland với các cuộc diễu hành, âm nhạc và khiêu vũ trong những bộ trang phục màu xanh lá. Vào thứ Bảy qua, công ty thực phẩm Ấn Độ MTR Foods đã phá kỷ lục mới về món dosa dài nhất thế giới, một món ăn nhẹ nổi tiếng của quốc gia này. Tại nhà máy ở Bengaluru, 75 đầu bếp cùng tham gia làm ra chiếc bánh dài 37,5 m. Cho đến nay, kỷ lục thế giới về chiếc dosa dài nhất đã bị phá bởi Radio Michi ở Hyderabad vào năm 2014 với chiều dài 16,6 m. Hôm nay, kỷ lục này đã bị phá với chiều dài 37,5 m, gần gấp đôi. Chúng tôi đã thực hiện thử gần 111 lần trước khi chính thức lập kỷ lục này. Một nhóm gồm 60 sinh viên từ cao đẳng Ramaya đã đến giúp chúng tôi, và gần như thể chúng tôi đã bắt đầu luyện tập và luyện tập căng thẳng từ 6 tháng trước. Việc tính toán nhiệt độ và sự đồng bộ của các chuyển động, mọi người lăn cùng nhau, tất cả những điều này đều quan trọng khi tất cả là nhằm tạo ra món dosa ngon nhất. Masala dosa là món ăn sáng phổ biến bậc nhất ở Mumbai, món làm từ hỗn hợp bột gạo lên men, trộn đậu lăng đen nghiền. Khi nấu, đầu bếp múc một muỗng bột, tráng mỏng trên chảo gang, quét thêm lớp khoai tây và hành rồi cuộn lại. Người ta thường cắt cuộn bánh thành các miếng nhỏ để thưởng thức. Tiếp theo trong chương trình, đang chạy xe máy trên đường, một người phụ nữ bị đâm trọng thương. Cháy tiệm uống tóc ở Gò Vấp, người đàn ông 38 tuổi mắc kẹt bên trong tử vong. Tại Hồ Chí Minh, Công an huyện Bình Chánh đang điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ bị đâm trọng thương tại xã Tân Nhật vào sáng nay. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, người phụ nữ ngoài 30 tuổi khi chạy xe máy trên đường Lương Ngang thì được cho là bị một người đàn ông chạy xe máy dùng hung khí tấn công. Nạn nhân gục xuống đường với nhiều vết thương trên người, gần đó có một con dao được cho là của nghi phạm vứt lại sau khi tẩu thoát. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo nạn nhân, nghi phạm là người quen. Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra. Cũng theo người dân, người phụ nữ này đã có gia đình và hai con, nạn nhân hiện qua khỏi nguy kịch. Công an đang truy xét nghi phạm. Sáng sớm nay, một tiệm uống tóc ở phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh gặp hỏa hoạn. Vụ cháy khiến một người trong nhà tử vong. Gần 3 giờ sáng, lửa bùng lên bao trùm căn nhà trong hẻm Lê Đức Thọ. Người đàn ông 38 tuổi mắc kẹt ở trong nhà kêu cứu, người dân hô hoán dập lửa nhưng không thể vào nhà vì cửa khóa bên trong. Lực lượng chữa cháy đã đến hiện trường phá cửa, kéo vòi rồng để dập lửa.
Sau khi phá hai lớp cửa sắt và cửa kính, cảnh sát phát hiện người đàn ông đã tử vong. Hàng xóm cho biết ngôi nhà được nạn nhân thuê cùng bạn gái để mở tiệm làm tóc và để ở. Thời điểm cháy, trong nhà chỉ có người đàn ông, còn bạn gái về quê. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh vào sáng nay, một đám cháy lớn đã xảy ra tại cư xá Vĩnh Hội, quận 4. Nhiều người hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30, lửa bùng lên dữ dội tại căn hộ nằm ở tầng 2, kèm khói đen bốc nghi ngút. Phát hiện cháy, nhiều người dân đang sinh sống trong căn hộ hốt hoảng bỏ chạy. Cư dân huy động nhiều bình chữa cháy mini đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều chiến sĩ có mặt tại hiện trường để phối hợp dập lửa. Khu vực xảy ra cháy nằm liền kề hai chung cư cao tầng, trường tiểu học và khu dân cư. Lực lượng cảnh sát giao thông, dân phòng chốt chặn các tuyến đường vào khu cư xá để phục vụ công tác chữa cháy. Đến 11 giờ 30, đám cháy được khống chế, không có thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị hư hại nặng. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân đám cháy. Một vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào chiều qua. Hai anh em cùng tử vong khi tắm sông. Theo thông tin ban đầu, chiều tối ngày 17 tháng 3, nhóm 5 em, trong đó có em Huỳnh Lê Minh Châu sinh năm 2008 và em ruột Huỳnh Lê Minh Hiếu sinh năm 2009, rủ nhau ra sông Buông tại khu phố Hưng Phước, phường Phước Tân để bơi. Một lúc sau, người dân phát hiện hai anh em bị đuối nước, đã xuống suối tìm kiếm nhưng cả hai em đã tử vong. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa và Ban giám hiệu Trường Trung học Cơ sở Phước Tân 1 đã xuống thăm hỏi, chia buồn và động viên gia đình các em. Lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với chính quyền địa phương phường Phước Tân và nhà trường để xác minh vụ việc. Hôm qua tại tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ tai nạn chết người khi một nữ sinh băng qua đường sắt ngay lúc tàu chạy qua. Theo đó, vào khoảng 16 giờ chiều, tàu khách LP5 chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Khi tàu di chuyển đến km 17+300 thuộc xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, thì bất ngờ một nữ sinh đi vào đường ray tàu chạy. Do quá bất ngờ, đoàn tàu không thể dừng lại nên đã xảy ra va chạm với nữ sinh, nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo camera ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, cần chắn tự động đã đóng nhưng nữ sinh vẫn băng qua. Nạn nhân sau đó được xác định sinh năm 2005, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Tại tỉnh Bình Phước, vào khoảng 20 giờ tối qua, một nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao trên đường nội ô khu công nghiệp Nam Đồng Phú hướng ra đường DT741. Đến ngã tư giao nhau, xe máy tông thẳng vào hông một xe máy cày chưa rõ người điều khiển, cũng đang lưu thông trên đường. Cú tông mạnh khiến nam thanh niên đi xe máy té văng, người này nằm bất động, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch. Xe máy vỡ nát nhiều bộ phận, nam thanh niên được xác định tên Huỳnh Chí An, 17 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra làm rõ. Giải đua xe đạp leo núi Cape Epic kéo dài 8 ngày vừa chính thức khởi tranh tại Cape Town, Nam Phi trong ngày 17 tháng 3. Cuộc đua bắt đầu với sự kiện thi đấu đồng đội hai người ở chặng mở màn dài 26 km. Vòng đua này diễn ra ở khu sản xuất rượu vang Lawrenceford. Ở nội dung dành cho nữ, cặp đôi người Hà Lan và Thụy Sĩ Anne Tepstra và Nicole Kohler của đội Ghost Factory đã giành chiến thắng. Họ về đích trước cặp người Áo và Nam Phi Mona Mitchell-Warner và Candice Liu của đội Cannondale Factory 65 giây. Ở nội dung nam, cặp đôi người Thụy Sĩ và Đan Mạch Ninoi Schuster và Sebastian Finney đua cho đội cứu trợ xe đạp thế giới đã giành chiến thắng trước cặp người Nam Phi và Mỹ Matthew Beers và Howard Gross của đội Toyota 901 51 giây. Chặng tiếp theo là một chặng đua dài 88 km quanh vùng Sharonsburg đến phía đông bắc thủ đô Cape Town. Vượt qua tổng lộ trình 617 km với 16,5 km leo núi, giải đua sẽ kết thúc tại thị trấn Stellenbosch vào ngày 24 tháng 3. Vào chiều nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị nước cuốn trôi mất tích, cách hiện trường khoảng 3 km. Như tin đã đưa, trước đó chiều muộn ngày 17 tháng 3, ba nữ sinh trong độ tuổi 15 và 16 tuổi đến khu vực phía trước cửa xã lòng hồ thủy điện Cần Đơn thuộc huyện Bù Đốp chơi. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, nước bắt đầu dâng cao khiến cả ba bị nước cuốn trôi mất tích. Trong đêm 17 tháng 3, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể bé gái đầu tiên. Trong sáng nay và chiều hôm nay 18 tháng 3, lực lượng cứu hộ đã tìm được hai thi thể nạn nhân còn lại. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Chương trình 60 giây hôm nay sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Xin kính chào tạm biệt.